Nay em lên tiếp con đầu DVD nha. Bàn phím cảm ứng. Cảm ứng nha. Con này có tích pin sẵn trong đây nè. DVD Vertex. Số bảo hành ở đây nè. DVD. Model là DVD 3V3091TB. TV anten, thẻ mini. Cái này để dùng để mình coi TV của bên Nhật á. Rồi. Tiếp nhanh luôn. Bật nguồn lên nha. Mình tắt nguồn ở đây. DC 12V. 9V nhưng mà mình vẫn cài được 12V nha. 9V 1.5A. Rồi, tiếp đĩa. Đây đĩa DVD. Đọc cực kỳ nhanh luôn. Có nghĩa là cảm ứng nha. Rồi, volume đây. Rồi, volume nhỏ xuống đây, volume này chạy ở này. Rồi, tua nhanh. Cực kỳ đọc cực kỳ nhanh nha. Con này mình xoay được nha. Này. Xoay được. Cảm ứng. Tắt nè. Ngừng nè. Lay nè. Đọc nhanh cực kỳ luôn. À, cái này là DVD USB nè, TV DVD nè. Đây còn có cổng USB nè. Cổng này là cổng thị nhớ nè, cổng phone nè, EVL nè, on off nè. Rồi, ok nha. Xin chụp hình cái nha. Rồi.